Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Tôi là blogger Điếu Cày, chào mừng quý vị đến với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, khi Việt Nam bị bùng phát đợt 4 dịch COVID-19, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành phía Nam chìm trong cảnh tang thương và vô cùng khó khăn cho người dân. Khó khăn đến không chỉ từ dịch bệnh, mà còn đến từ cái sự chủ quan, ấu trĩ, thậm chí là vô cảm và tàn ác của những người điều hành chống dịch. Dịch COVID-19 diễn ra đã hơn 20 tháng, có quá nhiều kinh nghiệm đau thương từ các nước, từ Mỹ tới châu Âu, từ nước giàu tới nước nghèo, từ những nước độc tài như Trung Quốc, Triều Tiên đến các nước lớn ở châu Á như Ấn Độ. Nhưng cách chống dịch thuở ban đầu với nhiều bỡ ngỡ, sai lầm và những điều chỉnh khắc phục những sai lầm đó để chống dịch có hiệu quả hơn của các nước từng bị dịch bệnh hoành hành, tưởng sẽ là bài học cho các quan chức Việt Nam. Khoảng thời gian yên bình mà Việt Nam có được sau 3 cơn dịch tràn vào đất nước đã không được nhà cầm quyền tận dụng để chuẩn bị cho đợt bùng phát thứ tư, cũng như chuẩn bị cho việc tiêm chủng toàn dân để chống dịch lâu dài. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trao đổi về những cách chống dịch của nhà cầm quyền Việt Nam trong hơn 2 tháng qua đã gây ra bao thảm cảnh cho người dân trong nước và đặc biệt là thành phố Sài Gòn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cũng thảo luận về việc nhập vaccine của công ty Vạn Thịnh Phát và thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời của chúng tôi trong chương trình hôm nay có luật sư Nguyễn Văn Đài đến từ Đức Quốc. Xin chào anh Nguyễn Văn Đài, anh có lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, xin chào anh Hải Đông Cày, xin kính chào quý khán giả của đài SBTN ạ. Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Đài, Việt Nam đã làm gì để chống dịch lâu dài và vì sao Việt Nam chậm trễ trong cái việc tiêm chủng cho toàn dân? Vâng, thưa anh thì chúng ta biết rồi, cái dịch bệnh này á, thì đã được Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là hầu hết các quốc gia trên thế giới á, là xác định phải sống chung với dịch và cái con virus này nó sẽ tồn tại lâu dài ở trong cái môi trường sống của con người. Thế nên để mà xác định cái việc chống dịch lâu dài á, thì nhà cầm quyền bất kỳ một chính phủ nước nào trên thế giới á, họ đều chuẩn bị tất cả những cái nguồn lực về y tế, về giường bệnh cho đến về những cái yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Thì như tôi đang sống ở nước này thì tất cả mọi cái nhu cầu của người dân đều được cung cấp đầy đủ thuốc men, không có thiếu bất kỳ thứ nào cả. Thế trong cái đó ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta như anh Hải giới thiệu á, thì trong 3 cái đợt chống dịch đầu tiên ấy, thì một cái điều may mắn á, là cái chủng virus lúc đó nó khi mà thâm nhập Việt Nam á, thì nó không có tính lây lan mạnh và cái độc tính không cao, cho nên nhà cầm quyền Việt Nam ấy, rất là nhanh chóng họ khống chế được dịch bệnh và điều này đem lại cho họ cái chủ quan. Ngay như Phó Thủ tướng Vũ Đam đã từng tuyên bố đó, là dịch bệnh con COVID-19 này nó có thể lây lan ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhưng mà khi đến Việt Nam thì nó sẽ bị đánh bại. Điều đó chứng tỏ là họ rất chủ quan, họ nghĩ rằng là nếu có bùng phát đợt dịch thứ tư thì họ hoàn toàn có khả năng khống chế. Từ cái sự chủ quan đó cho nên dẫn đến việc là họ không có chuẩn bị việc đàm phán với các nhà cung cấp vaccine ở trên thế giới để họ mua vaccine về để chuẩn bị tiêm phòng cho người dân. Vì chính phủ Mỹ hay chính phủ châu Âu họ đều tuyên bố gì, cái việc chống dịch tốt nhất đối với người, để phòng tốt nhất ý, là cái mức độ tiêm phòng. Nước nào họ cũng khẳng định ý, là chỉ khi nào mà 70% dân số được tiêm vaccine thì lúc đó nó mới tạo ra cái miễn dịch cộng đồng. Mà trong đó nhà nước độc tài của Việt Nam chưa sản xuất vaccine đã hết sức chủ quan trong vấn đề đó. Và thứ hai họ cũng không có chuẩn bị cái phương án dự phòng là khi mà dịch bệnh tăng lên vài chục nghìn người đến cả hàng trăm nghìn người thì họ sẽ tiến hành thế nào. Thế nên khi mà cái đợt dịch thứ tư bùng phát á, đến nay ở thành phố thì đã sấp xỉ 200.000 bệnh nhân rồi, nhưng mà khi mà cái bùng dịch được khoảng 15 ngày thì họ mới tính đến phương án là nếu như cái số người mắc mới lên đến trên 100.000 người thì họ sẽ xử lý thế nào. Đấy, lúc bây giờ họ vẫn lúng túng, họ không nghĩ rằng là cái số bệnh nhân mới ở Việt Nam sẽ vượt quá con số 100.000 người. Để chúng ta thấy cái mức độ chủ quan của họ đến như vậy, cho nên kể cả về lương thực, thực phẩm, thuốc men, giường bệnh là họ đều ở trong trạng thái hết sức là lúng túng và bị động. Thế cho nên đẩy cái cuộc sống của người dân một cái tình thế cực kỳ là khó khăn. Đấy, như em
những người F0 thì đưa vào các trung tâm cách ly để chữa bệnh, thì cũng về chăm sóc y tế, thuốc men không có. Những người F1, F2 vào các trung tâm cách ly thì cũng gần như là bỏ đói, không có được chăm sóc đầy đủ. Rồi những người các khu cách ly, người dân ở tại chỗ thì cũng không được cung cấp lương thực thực phẩm. Đến mức độ ngày hôm qua tôi xem một cái cô kêu trời là gì, hơn một tháng cách ly ở nhà, đến ngày hôm qua thì mới được chính quyền phường là gọi là trợ cấp cho một nửa cái bắp cải và hai củ hành tây, trong đó nhà ba mẹ con, không hiểu họ sống bằng gì trong hơn một tháng vừa qua. Thì chúng ta thấy là cái cách chống dịch của những nước đồng tài của Việt Nam hết sức là chậm trễ và hết sức là không có đạt yêu cầu. Trong khi đó người dân ra đường là chỉ có thấy ai ra đường là phạt, tìm một cách để kiếm tiền từ người dân thôi, chứ họ không phải là hướng dẫn người dân tránh dịch hay là khuyên họ nên trở về nhà, không có một cái lời khuyên nào cả, bắt được là phạt. Tôi thấy hoàn tất cả các video đều phản ánh như vậy, không có một lời khuyên nhủ nào hay là không có một cái nhân nhượng nào đối với người dân hết. Vâng, thưa quý vị khán giả, thì rõ ràng là cái việc là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã không có một cái chuẩn bị, một cái quy mô lớn cho cái việc mà tiêm chủng, cũng như là cái việc mà khi mà dịch nó bùng phát với một cái lượng lớn như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là trong cái việc mà đàm phán để mua COVID ấy, là Việt Nam đã đàm phán tới 20 cuộc đàm phán và chỉ kết thúc vào đầu tháng 6, trong khi đó dịch nó đã bùng phát từ tháng 5. Tôi nghĩ rằng nếu mà không có bùng phát dịch vào đầu tháng 5 thì chưa chắc những cái việc mà đàm phán này đã kết thúc. Và thưa anh Nguyễn Văn Đài, là việc phong tỏa một số khu vực ở trong thành phố và lập ra những khu cách ly để chống dịch như vậy thì là chống dịch nó có hiệu quả không? Và chính quyền có giúp gì cho người dân trong cái khu vực bị phong tỏa và chăm sóc y tế ở trong cái khu cách ly thì như thế nào? Vâng, họ tạo ra các khu cách ly thì có hai loại. Một là cách ly tập trung, tức là họ đưa vào một cái trường học hay là một cái khu sân vận động hay là một cái khu trung tâm nào đó để họ cách ly. Thì cái này hoàn toàn không hiệu quả. Ngay từ đầu tôi đã nói là không hiệu quả rồi, bởi vì ba lần đầu họ vẫn cách ly như vậy và họ thành công, bởi vì không có những người mang cái chủng bệnh từ bên ngoài vào trong trung tâm cách ly rồi nó phát bệnh ở đó. Thì cả ba lần đầu tiên nó rất may mắn, nhưng mà lần thứ tư này khác hoàn toàn. Cái chủng virus Ấn Độ nó rất là mạnh và rất nhiều người đã mắc cái con virus từ ngoài, và khi mà chúng tôi cách ly họ đã phát bệnh và họ lây lan ra, là biến các cái trung tâm cách ly tập trung đấy trở thành các ổ dịch rất là lớn. Tôi tuy thống kê thì có phải đến cả gần 100.000 ca bệnh mới là đều từ các trung tâm cách ly chứ bên ngoài cộng đồng. Sau này nó phát triển mạnh, chúng tôi bắt đầu lúc mà tăng lên mức độ hàng nghìn người một ngày là đa số đọc trên báo chí của nước độc tài ở Việt Nam đều nói là những người này ở trong các trung tâm cách ly đấy. Thế thì còn các trung tâm cách ly tại khu dân cư thì họ cũng nguyên tắc ở bên này là cách ly nhà với nhà, tức là người gia đình bên Đức là họ đã cấm là không được người gia đình nó không được sang thăm nhà kia, và dân Đức họ ý thức cao, họ chấp hành rất nghiêm chỉnh. Nhưng mà trong Việt Nam chúng ta xem tất cả video vậy, cả một khu dân cư cách ly họ vẫn sinh hoạt tập trung đầy đủ, họ vẫn ra đứng nói chuyện với lại những cái người canh giữ ở đó. Cho nên là nó chính cái do vấn đề đó không cách ly triệt để như vậy, cho nên nó dẫn đến lây lan trong khu cách ly, và như vậy nó tạo ra những cái ổ dịch ở khu cách ly tập trung cũng như là các khu cách ly ở cộng đồng. Đó là không hiệu quả thế nào cả. Vâng, thưa anh, thì trong lúc mà dân thì đang kêu cứu khắp nơi như vậy thì chính quyền đã làm gì? Hoàn toàn không có. Đấy, như tôi đã nói, hôm ngày hôm qua thì đã có rất nhiều người thì ba lúc trong khoảng 10 đầu tiên thì có những người là được trợ cấp vài ba củ bơ, quả bơ, rồi một vài mỡ hành. Họ nói không biết mang bơ mang hành về gì, gạo chưa thấy chưa thấy chính quyền địa phương nào cứu trợ gạo cho người dân cả. Mặc dù sau khi mà họ bán cho Cuba mười mấy ngàn tấn gạo thì người dân kêu, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính có nói là sẽ mở kho gạo ra để trợ cấp cho những người dân ở khu ly. Nhưng đến giờ phút này thì chưa một người dân nào nhận được một hạt gạo nào từ chính quyền cả. Hoàn toàn không có, bởi gạo là nhu cầu thiết yếu của người dân. Và các nhu cầu thực phẩm, rau cỏ cũng không được chính quyền. Đa phần là người dân tự cứu nhau và các mạnh thường quân thôi. Chứ chính quyền là tuyệt đối khi hoàn toàn không có cung cấp gì cho người dân cả. Vâng, thưa anh, thì trong cái tình trạng như vậy thì là chính quyền có thông tin đầy đủ về dịch bệnh và đưa ra những thông tin trung thực để người dân chuẩn bị đối phó với những khó khăn phát sinh ở trong mùa dịch hay không? Tôi theo dõi cả trên truyền hình cũng như báo chí thì hoàn toàn không có những cái thông tin nào cập nhật, kể cả vấn đề như là đáng lẽ ra những cái ca số người bị chết do bệnh dịch thì họ phải công bố đầu tiên, bởi vì chính cái số lượng người chết như vậy thì sẽ làm cho người dân sợ mà họ tự ý thức ở nhà. Nhưng mà đây là ngày chính quyền đồng tài của Việt Nam lại rất sợ công bố con số thực đó, họ không dám công bố số thật. Và nếu chúng ta theo dõi các bản tin trên báo chí thì những cái con số mà số người chết họ bao giờ chèn là gần cuối cùng, tức là người dân đọc mỏi mắt rồi mới nhìn thấy cái số đó.
cho nên tạo ra cái chính cái phiền đó, nó tạo tâm lý chủ quan cho người dân đấy. Đáng nghĩa tất cả thông tin con số anh phải công khai cập nhật thường xuyên liên tục để người dân nhìn thấy con số mắc mới và cái sự nguy hiểm của cái chủng lúc này, để người dân ý thức. Để mà đến mức độ hôm qua có một cái video clip nói về cái, quay về hai cái mẹ con cái chị này không đeo khẩu trang, không đeo mũ bảo hiểm bia đường, cảnh sát chặn lại hỏi thì chị đã bảo tôi thấy dịch bệnh đâu, trong có dịch bệnh đâu cả, chẳng thấy virus đâu cả, trả lời một cái rất là hồn nhiên, trong khi mà cái việc con virus nó lây rất lan thì chứng tỏ là cái cả cái bộ máy truyền thông của nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam với 700 tờ báo đài phát thanh truyền hình hoàn toàn là vô tác dụng trong việc tuyên truyền giáo dục người dân. Nói chung họ chỉ tập trung vào phạt người dân là chính rồi, chứ họ không có giáo dục người dân để ý thức về về phòng tránh dịch bệnh. Vâng, thế ngược lại thì còn về phía mà báo chí độc lập thì như thế nào anh Nguyễn Văn Đài? Vâng, thì cũng may là còn có các cơ quan truyền thông báo chí độc lập ở hải ngoại để một cái nỗ lực để truyền báo trong nước. Nhưng mà ở chiều ngược lại ấy, thì nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam lại ngăn chặn. Ví dụ như tôi có làm một cái phóng sự về người dân Hà Nội, họ cuộc sống họ ra sao trong cái lúc dịch bệnh như này, thì chỉ được có trong vòng 24 giờ họ chặn ngay ở Việt Nam. Đến giờ phút này thì ở trong nước hoàn toàn không có xem được. Rồi rất nhiều các kênh truyền thông từ VOA, BBC hay là AFA hay là những cái trang fanpage của anh em chúng ta là những người là phóng viên tự do từ hải ngoại đó truyền tải nước, họ đều ngăn chặn hết từ bài viết cho đến video. Thế thì cho nên tất cả những thông điệp hay là những cái kiến thức mà muốn truyền tải cho người dân Việt Nam ở trong nước để họ hiểu biết cách để phòng chống dịch thì đều bị ngăn chặn, người dân đâu có tiếp cận được, chính quyền thì không có tuyên truyền, không có phổ cập ở bên ngoài, có tuyên truyền phổ cập vào thì cũng bị ngăn chặn. Nói chung là họ đang làm hại chính người dân Việt Nam ở nước. Vâng, thưa anh Nguyễn Văn Đài và thưa quý vị khán giả, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà chúng ta coi ở trên truyền thông ấy thì nó có hai cái trạng thái khác nhau. Đó là những cái thông tin ở trên báo chí chính thống của nhà cầm quyền và những cái thông tin ở báo chí độc lập, thì nó là hai cái mảng mà thông tin nó đối lập nhau và nó khác nhau hẳn hoàn toàn. Và chính những ngày gần đây thì là trên trang fanpage của tôi cũng bị xóa 4 bài và Facebook của tôi bị cấm 4 ngày không được đăng tải thông tin. Chỉ vì là đăng những cái bài viết mà liên quan đến cái việc mà nhập vaccine của công ty Vạn Thịnh Phát. Chúng ta sẽ dừng trong giây lát sau phần quảng cáo thì chúng ta sẽ quay lại với lại cái vấn đề mà nhập vaccine của Vạn Thịnh Phát. Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp luật sư Nguyễn Văn Đài và tiếp tục thảo luận về vấn đề phân bổ vaccine và nhập vaccine về thành phố cũng như là các tỉnh ở phía Nam. Thưa anh Nguyễn Văn Đài, việc phân bổ vaccine vì sao ở Hà Nội lại nhận nhiều hơn Sài Gòn? Vâng, thì chúng ta đều biết rồi, cái nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam ấy, thì cái trung tâm quyền lực của họ hiện nay là ở Sài Gòn. Ở trong các nhiệm kỳ trước ấy, thì thông thường là họ phân bổ là tổng bí thư từ người Bắc, rồi thủ tướng thì người Nam, rồi chủ tịch thì người miền Trung. Chủ tịch quốc hội thì nó chung chung ở cả ba miền tùy theo cái thế lực từng giai đoạn một. Thế nhưng mà ở cái nhiệm kỳ đại hội 13 này ấy, thì phe miền Nam gần như là rất ưu thế, không còn mạnh như trước kia nữa. Tất cả quyền lực nằm trong tay Nguyễn Trọng là phía Bắc. Thế đương nhiên khi quyền lực chính trị nằm ở đâu ấy, thì họ có toàn quyền đâu. Quyền lực chính trị bao giờ gắn liền với quyền lực kinh tế, rồi gắn liền với những cái ưu ái trong xã hội. Thì việc những cái vaccine mà được chính phủ Nhật Bản, chính phủ Úc, chính phủ Anh hay chính phủ Mỹ viện trợ thì đều được kéo về Hà Nội. Thì đấy là lý do thứ nhất, là lý do về trung tâm quyền lực nó nằm ở đâu thì những cái lợi thế nó nằm ở đó. Cái thứ hai á, là chúng ta hiểu là Hà Nội đó là trung tâm thủ đô, trung tâm chính trị của nhà nước độc tài của sở Việt Nam. Thế cho nên nếu như để cái tình trạng dịch bệnh kéo dài hay để vấn đề giãn cách kéo dài á, thì nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái phản ứng của người dân. Người ta khi mà người dân thủ đô bất bình thì nó sẽ đem lại những cái bất lợi rất lớn cho nhà nước độc tài của sở Việt Nam. Cho nên bằng cách này hay cách khác thì họ phải đưa vaccine về trung tâm thủ đô nhiều hơn. Mặc dù dư luận mạng xã hội ở những đặc biệt những người dân cư dân Sài Gòn ấy, họ phản ứng rất là mạnh, họ nói là gì, Sài Gòn thì đóng góp đến phân nửa ngân sách để nuôi dưỡng cả cái đất nước Việt Nam, cả cái chế độ cộng sản. Nhưng mà tại sao người dân Sài Gòn đóng góp nhiều như vậy, đóng thuế nhiều như vậy mà họ không được hưởng những cái ưu ái về vấn đề vaccine nói riêng cũng như về tất cả những vấn đề khác? Thế đồng thời ngân sách năm thì Sài Gòn giữ lại rất ít để mà phát triển kinh tế cũng như là phục vụ đời sống của cư dân địa phương. Thì đấy nó tạo ra một cái sự phân biệt đối xử giữa Hà Nội và Sài Gòn về là hai cái địa danh. Thứ hai là phân biệt giữa người dân ở Hà Nội cũng như người dân Sài Gòn. Cái thứ ba là ngay trong tầng lớp chóp bu cầm quyền của độc tài của Sài Gòn Nam ấy, nó cũng tạo ra cái hố ngăn cách phân biệt giữa các quan chức ở phía Bắc với các quan chức ở phía Nam.
Vâng, những ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những cái văn bản mà phân phối vaccine cũng như là chuẩn bị vaccine của các tỉnh thành ấy là bị đưa lên trên mạng. Thì chúng ta thấy rằng là họ phân phối những cái loại vaccine tốt ấy cho các quan chức là được tiêm chủng là đến chi tiết là từng liều vaccine một. Thì cho thấy rằng là đây là một cái sự mà bất công rất lớn mà người dân ấy, mà chính mà Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính thì đã tuyên bố rằng việc tiếp cận vaccine là bình đẳng và là không có phân biệt. Thế nhưng mà chính thực tế là những cái văn bản mà họ đưa lên trên mạng ấy cho thấy rằng là họ đã cung cấp những cái vaccine đó cho những cái người mà ở trong cái hệ thống chính trị của họ chứ không phải là đồng đều với cái cơ hội đối với người dân. Thì thưa anh thì vaccine Verocell của Vạn Thịnh Phát để nhập về thành phố ấy, và cái diễn biến nhập về này như thế nào thì anh có nắm được không? Vâng, thì theo thông tin từ báo chí nhà nước Đồng tài của Việt Nam cho biết ấy, thì công ty Vạn Thịnh Phát ấy, họ đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ Việt Nam đồng để mua khoảng 5 triệu liều vaccine của hãng Sinopharm của Trung Quốc ấy, để về tiêm cho cư dân thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì hiện nay ấy, thì họ đã nhập về 1 triệu liều rồi, nhưng mà cho nay nay ấy, vaccine thì đã có nhưng vấn đề gây tranh cãi ấy, thì đang diễn ra rất là quyết liệt. Người dân ở Thành Hồ thì phần lớn họ phản đối, họ không chấp nhận tiêm cái vaccine của Trung Quốc. Thế nhưng mà sau đó ấy, thì hiện nay ngày hôm qua thì báo chí đưa tin ấy, là thành phố Thành Hồ thì đã được gửi công văn cho Bộ Y tế yêu cầu là chính phủ Việt Nam miễn cái trách nhiệm về hình sự đối với cái số vaccine này. Tức là nếu như cái vaccine này khi mà tiêm người dân á, có sự cố gì xảy ra thì cái công ty sản xuất vaccine hoàn toàn cùng với công ty nhập khẩu là hoàn toàn bị miễn trách nhiệm hình sự. Đấy, thì nó đặt ra câu hỏi là gì? Cách đây khoảng hơn một tháng khi mà chính quyền Trung Quốc ấy viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine, thì cái vaccine Sinopharm này thì đã được phía Bộ Y tế Việt Nam công nhận cho phép của Việt Nam và ngay lập tức được triển khai tiêm cho những cư dân ở Quảng Ninh. Thế thì tại dư luận đặt ra câu hỏi ấy, là tại sao cái loại vaccine của hãng này ấy, đã được cấp phép rồi? Thì cái việc mà cái lô 1 triệu vaccine vừa nhập về thì cứ việc triển khai thôi, đâu cần phải yêu cầu Bộ Y tế làm việc đó. Rồi hiện nay lại phải yêu cầu Bộ Y tế là phải thẩm định lại cái chất lượng vaccine. Thì dư là câu hỏi là cái lô vaccine mà Vạn Thịnh Phát nhập về là chất lượng kém hơn hoặc là thuộc chủng loại khác, nó không trùng với cái chủng loại mà đã được Bộ Y tế cấp phép trước đó. Thì chúng ta đã từng biết ở Trung Quốc ấy, thì khi mà họ sản xuất bất kỳ một loại hàng hóa nào thì nó phân nhập chất lượng rất là nhiều. Ví dụ như là hàng hóa mà xuất đi Mỹ và châu Âu thì luôn luôn chấp hành theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Hàng hóa sử dụng nội địa tại Trung Quốc thì nó theo tiêu chuẩn của Trung Quốc. Và đặc biệt cái hàng hóa mà xuất ở Việt Nam á, thì bao giờ cũng là chất lượng thấp nhất. Từ xưa này luôn luôn như vậy. Thì người dư luận Việt Nam cũng nghi ngờ là cái vaccine mà Trung Quốc xuất đi các nước khác thì chất lượng sẽ rất là tốt, hoặc là vaccine mà họ sử dụng tại nội địa sẽ rất là tốt. Thế nhưng mà cái số 5 triệu liều ấy, mà bạn ấy phát đặt mua của Trung Quốc để tiêm cho người dân Việt Nam ấy, thì chất lượng nó sẽ là kém rất là nhiều. Thì đấy, bản thân vaccine của Trung Quốc đã không được quốc tế công nhận rồi, thừa nhận rồi, người ta không tiêm rồi. Nhưng mà các loại vaccine của Việt Nam chắc chắn là chất lượng sẽ kém đi. Thì tôi được biết đến chiều ngày hôm nay muộn thì mới có 19.000 liều vaccine trên tổng số 1 triệu liều được đưa tiêm phòng thôi. Thì người ta không nói là cái 19.000 liều vaccine này được tiêm cho ai, nhưng mà tôi đoán là họ sẽ ép một cái doanh nghiệp nào đó ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực Bình Dương để tiêm cho những công nhân ở đó. Chứ nếu đưa cho người dân bình thường thì sẽ không, người ta sẽ không chấp nhận. Nếu cho họ lựa chọn, họ sẽ không tiêm cái vaccine đó. Vâng, tôi cũng nhận được cái thông tin là 19.000 liều vaccine này là FPT là sẽ tiêm cho công nhân viên của họ. Thế nhưng mà cái số mà vaccine này thì nó nằm trong cái số vaccine mà của chính phủ Trung Quốc viện trợ và Bộ Y tế là phân bổ cho thành phố, chứ không phải nằm trong cái số mà vaccine Vạn Thịnh Phát nhập về. Như vậy ở đây có hai cái câu hỏi đặt ra. Thứ nhất là trong cái cuộc họp báo diễn ra ngày 3 tháng 8, một phó chủ tịch đại diện cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh là tuyên bố là việc tổ chức trích vaccine ngừa COVID-19 sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chưa sử dụng 1 triệu liều vaccine do Sinopharm Trung Quốc bào chế vì còn phải chờ Bộ Y tế kiểm định mức độ an toàn của Sinopharm. Tuyên bố vừa kể đã vô hiệu hóa toàn bộ những cái nỗ lực của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam, cả trên hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội. Trong vài ngày gần đây, không chỉ các đơn vị xung kích như VTV, VNSX, Thanh niên và nhiều chiến sĩ hăm hở lao lên phía trước,
là để quảng bá và yêu cầu người dân là phải tiêm cái vaccine Sinopharm. Thì nó có hai câu hỏi đặt ra như thế này, là Trung Quốc ấy, họ sản xuất hai loại vaccine. Một cái loại do Bắc Kinh sản xuất ấy, thì có 59 nước approve, trong đó là có Việt Nam là phê duyệt cái loại vaccine đó. Đó. Còn một cái loại thứ hai ấy, là cái loại Verocell do Vũ Hán sản xuất ấy, thì loại này chỉ có duy nhất một nước chấp thuận, đó là Trung Quốc. Việt Nam cũng chưa chấp thuận cho loại này. Thế câu hỏi đặt ra rằng là 500.000 liều vaccine mà Trung Quốc cấp cho Việt Nam và Việt Nam triển khai tiêm ngay, thì nó là vaccine của Bắc Kinh hay là của Vũ Hán? Thì câu hỏi đặt ra là nếu mà Bộ Y tế mà chưa kiểm định mà đã tiêm cho dân thì đúng hay sai? Và câu hỏi thứ hai là nếu mà cái vaccine mà Bộ Y tế mà đã triển khai ấy, tiêm ngay ấy, mà không cần phải kiểm định ấy, chỉ có thể là cái loại vaccine của Bắc Kinh sản xuất mà Việt Nam đã approve rồi. Nhưng cái loại của Vạn Thịnh Phát nhập về ấy, là 1 triệu liều vaccine ấy, thì nó lại không được Bộ Y tế chấp thuận. Điển hình ấy, là ngày hôm nay là báo Thanh Niên có đăng về cái việc là Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu ấy, Bộ Y tế là chấp nhận cho cái loại vaccine đó, tức là cam kết là miễn trừ cái trách nhiệm đối với cái công ty sản xuất vaccine này. Nói cách khác là Thành phố Hồ Chí Minh và Vạn Thịnh Phát đã nhập về một cái loại vaccine mà chưa được Việt Nam chấp thuận. Để rồi khi mà mang cái loại vaccine đó về Việt Nam rồi thì đặt cái Bộ Y tế vào sự đã rồi, là thành phố là đang ép Bộ Y tế là phải chấp nhận cái loại vaccine này. Thì theo ý kiến của anh thì anh thấy cái việc này như thế nào? Vâng, thì đúng như anh nói đấy, cái việc mà họ nhập về thì ban đầu đấy, công ty Vạn Thịnh Phát nói là họ sẽ nhập cái vaccine của Sinopharm, tức là cái loại vaccine mà đã được Việt Nam phê chuẩn khi mà Trung Quốc viện trợ 500 liều, chứ không phải là cái Verocell. Đấy, nhưng mà khi nhập về đến Thành phố Hồ Chí Minh rồi thì mình vỡ lở ra là cái hai cái loại nó không có giống nhau. Thế thì ban đầu là Thành phố Hồ Chí Minh họ muốn giữ lại cả 5 triệu liều này để tiêm cho toàn bộ cư dân thành phố. Nhưng mà khi mà cái phản ứng dư luận quá mạnh ấy, thì tôi biết chiều nay ông phó chủ tịch thành phố, không biết tôi nhớ tên là gì ấy, thì lại phát biểu một cách, tức là yêu nói là các tỉnh ấy, các tỉnh và các địa phương khác ấy, nếu cái tỉnh nào, địa phương nào mà có nhu cầu vaccine ấy, thì đề nghị là gửi thông báo cho Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh để Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cái số vaccine đó. Thì tôi rằng là nếu như cái 1 triệu liều hiện tại mà đến giờ phút này không giải quyết được thì thêm 4 triệu liều nữa về thì chắc chắn người dân ở Thành Hồ họ sẽ không tiêm. Như vậy thì làm sao mà giải quyết hết 5 triệu liều vaccine này? Thì bây giờ sau cái phát biểu của công phó chủ tịch thành phố chiều nay thì tôi rằng là gì? Họ đã mở một cái cánh cửa ra để chuyển lô vaccine này để cho các cái tỉnh, các địa phương khác. Thì khi họ chuyển vào các cái vùng nông thôn hay là các cái tỉnh như là miền núi như là Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông ở phía ở cao nguyên ấy, hay là chuyển ở phía Bắc như một số tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, thì những người dân chúng ta biết ở Việt Nam khoảng 10 triệu người dân tộc cơ mà, thì 5 triệu liều vaccine này thì tiêm hai mũi cho 2,5 triệu người thì không đáng gì cả. Thì người ta họ đâu có biết vaccine nào là vaccine Trung Quốc, vaccine nào là vaccine của Mỹ hay là của Anh hay là của các nước khác đâu. Thế nên tôi cho rằng là cái số vaccine của Trung Quốc này nếu như bạn ấy phát nhập về sẽ không được tiêm cho người dân thành phố mà sẽ chuyển cho các cái tỉnh mà có những người dân tộc để tiêu thụ hết cái số vaccine này rồi. Vâng, cảm ơn anh Đài và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thì chúng ta cũng thấy rằng là về nguyên tắc và pháp lý thì Việt Nam không thể triển khai cái loại vaccine của Vạn Thịnh Phát nếu như là Bộ Y tế không chấp thuận. Thế nhưng mà việc chấp thuận một cái loại vaccine của nước ngoài nó còn phụ thuộc vào một cái quá trình khoa học và nó phải được là WHO, cái tổ chức y tế thế giới là WHO là họ chấp nhận cái loại đó thì Việt Nam mới chấp nhận được. Mà hiện là Tổ chức Y tế Thế giới người ta mới chấp nhận một cái loại vaccine Sinopharm của Bắc Kinh sản xuất thôi, chứ còn của Vũ Hán người ta chưa sản xuất. Thế thì câu hỏi đặt ra là Bộ Y tế Việt Nam có dám phê duyệt thêm cái loại vaccine của Vũ Hán hay không? Thì chúng ta đang chờ là thực tế nó sẽ trả lời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và anh Nguyễn Văn Đài, anh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Vâng, cảm ơn Hải Văn Cầy đã có lời mời tham gia buổi trò chuyện hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả của SPTN đã lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi. Xin chào quý vị khán giả.